chào quý vị khán giả đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang nha. Ba mình hôm nay sẽ cưa cây dừa nè. Bây giờ sẽ mé nhánh cây bên đây trước thì che bít cây dừa bên đó rồi quý vị. Cây này là cây viết nè, còn gọi là cây bút chì nha quý vị. Đó, cây dừa đây. Chuẩn bị dọn chó để cưa cây dừa này nè quý vị. Sao không? Bắt gà không quý vị? Đây nha, rất là giòn luôn quý vị ơi. Dày đặc luôn nè quý vị. Này nghiêng qua nhà người ta dữ lắm quý vị. Ông chủ nhà bên kia mất dốt là vừa khô ngày nào cũng rụng qua nhà chứ. Rất là nhiều vừa khô luôn á.
cưa cây dừa không? Qua thăm nhà ông hàng xóm cái bên luôn quý vị. Này nghiêng qua nhà mới nói nhớ lắm nha quý vị. Qua nhà hàng xóm cho nước uống luôn quý vị. Anh Tùng mình chuẩn bị cắt cây dừa, có cái anh bên kia có cái anh chủ nhà ảnh đem nước cho anh Tùng uống luôn. Chắc mừng lắm á, tại vì biết các bạn biết sao không? Cây dừa này chắc cũng làm phiền nhà cái bên dữ lắm. Nó nghiêng mà bả nó gục xuống. Chắc sáng đêm ngủ được cũng vì cây dừa này nên thấy anh Tùng cưa mừng đem nước uống luôn. Tùng đang chuẩn bị leo lên các bạn. Dừa chặt người chém hồn đó. Dùng dây da leo lên. Cây dừa nó mập mấy chừng không dám không gì. Ôi quá trời dơi luôn. Rồi nguyên ổ dơi nữa rồi quý vị ơi. Cây này khó quá bạn, là tại vì ba cái lá khô của nó kìa, nó tủa xuống. Mọi người chẳng chú là treo nhá, đẳng cấp. Không cần chế bộ nhá. Thu vô tán dừa rất là cực như vậy. Cái dừa ngộ thường thường cứ bẻ khô của người ta các bạn, thì nó rớt xuống chân, còn cái dừa này sao cái bẻ khô nó không rớt xuống. Nó cứ đang ở chỗ hoài chẳng. Chui vô tàn dừa không thấy đâu luôn quý vị. Ba mình đang ở trong tàn dừa đó quý vị. Đó trời dừa khô rụng nha. Rớt trên mấy ton nữa quý vị. Quá trời luôn kìa. Thôi. Quá trời khúc luôn quý vị ơi. Bây giờ ba mình mới xuất hiện nè. Chút không rồi. Quá trời bụi luôn. Rất nhiều đạn nổ. Vừa khô rồi, cái nhỏ thôi vô gì. Rớt nguyên một khúc bự luôn. Ôi, quá trời vừa khô luôn. Này phải cẩn thận lắm. Xong tới đó khỏe rồi các bạn. Vượt được qua chuyến ngày giật rồi. Mọi người chậm lại nha. Giờ sẽ leo lên trên luôn quý vị. Mình nghĩ là cắt tàu dừa là hãy xuống từ từ á. Chiều nay bầu trời cũng rất là đẹp nha các bạn. Cái dừa này cái trái dừa chút chút xước mà nó có nước không. Chiều nay trời trong xanh. Giờ anh Tùng đã lên tới được ngọn rồi, bắt đầu là chuyện mất cưa luôn. À, cột dây với chuyện mất cưa luôn. Cho một lái với một chia sẻ nhá. Nãy mất cưa để đây mà quên như cái gì. Họ dúng một chùm lá lại luôn. Anh Tùng phải đun được cái máy cưa lên trên nè. Bắt đầu một cuối tuần ơi. Và em thì có tìm anh. Máy đồ nhá. Vừa này như mọi khi nha các bạn. Em sẽ hạt từ trên xuống dưới. Tôi cho rất tự do luôn. Cưa phần đọt nữa đi. Chắc ngang đọt này nè bạn. Thấy chứ. Đó. Ngang xong rồi sẽ cắt từng lá nhỏ vậy. Rớt xuống. Rớt xuống trên chuồng gà vậy. Cái chú ở đây nói là chú đại cái chỗ này cái chuồng là cái chuồng gà dục chú cho nó hư không sao chứ. Mà né cái nhà bên kia. Cao hơn tòa nhà cũng đã đúng không? Tòa nhà bên kia 4 tầng. Ủa.
hơn cây dừa cao hơn tòa nhà 4 tầng nữa. Đây, dục xuống. Chú nhà kia dục đại đi không sao. Thôi sẽ làm lại nha quý vị. Ô nó có còn được buồn dừa kìa. Khô rồi. Còn một tàu nữa là trong. Bây giờ cũng sẽ leo xuống và chơi một cái chiêu gọi là thế võ vô phi nam, kẹp ngang cổ. Mình leo xuống để cắt cái ngọn. Bây giờ sẽ leo xuống để cắt phần một cái gì. Hoặc giờ này hơi nặng á. Hãy xuống dưới cần gà không biết sẽ như thế nào. Cưa con lo mỹ. Gà xuống thảy vô chuồng gà luôn. Vô chuồng gà luôn. Ngay trung tâm chuồng gà luôn. Sau khi đã cầm vị trí rồi, không cần nhìn xuống gì. Cầm rất là chuẩn. Làm nghỉ mệt như vậy. Chiều rồi các bạn, Tùng rất là mệt rồi. Bây giờ hơn 5 giờ chiều. Nhưng một ngày nay anh Tùng chưa 3 cây dừa với 1 cây sa kê với 1 cây mấm ngựa. Bây giờ là 5 giờ mấy chiều nữa đi. Mình sáng giờ cưa tòa những cây dừa cao hơn tòa nhà 4 tầng không? Rất là mệt. Thêm một cây sa kê và cây móng rộng. Nó rất là mệt. Dù rất là mệt nhưng vẫn cố hoàn thành. Cái khoảng trống rất là hẹp. Cho mỏi chân ta thả lỏng chân đi cho máu trở về. Có người hâm mộ ra nữa. Cô cho ba mình một nút like đi. Này là cây viết ngã ba mình mà đốn nữa gì. Này, cô đây lên trên cái cao hơn để coi nữa gì. Bây giờ là rất mệt cái gà. Rất là đúng luôn rồi quý vị. Cái
phải dùng sức hơn bình thường nha. Hâm mộ giờ sẽ thấy dây lên cái gì? Cột cây dừa, tại vì cây dừa này bự quá, ba mình méo cái chân vô không được, không có giáp vòng cái gì. Chia sẻ cho kênh Hai Lúa Tiền Giang. Cảm ơn quý vị rất nhiều.